vườn mùi mai tùng rơi, ai đem chiếc thuyền tan bàn đàn tôi nhớ ý khi xưa có chàng đời trước gặp được chàng tử ơi thức gặp mẹ tiên người tiên làng tiên vân biết chữ đà tiên tiên thanh tội trần ngâm mi xuân đi xanh bây giờ xanh được có mấy bạch nhật mạc nhan qua thanh xuân bất tai lai quê tôi nay vốn là nghi lung y tai tên vốn đặt ơi làng sung bi thiên lý si ơn cha mẹ tôi theo y bề kính nhưng chưa có người nỗi trả tê ta nghe mang nghi âm nguy sinh gái hiền y hòa nghi sắm lê sanh nghi văn đây đã tới ngõ mận vườn đào trông chẳng khác chi tranh đồ thủy mạc. Dạ thưa trình mắng ông có nhà hay vắng thiền sĩ con có lễ sang hầu. Thế là nhà ta hôm nay có con mách lẻo nó kêu ở phương nào hả? Phương Đông cụ ơi. Phương Đông à? Thế chả là Đông Khứ Tây Lai Nam Vô Sự Bắc ca hẳn hữu tài khoản kêu hẳn ở nhà ta hôm nay có khách hở. Thì mới có câu nói rằng môn đa khách đáo thiên tài đáo gia hữu nhân lai vạn vật lai. Có câu bạn nhiều khách lắm thường qua lại lọc rời muôn vật tới tay ta mây mây côi nhà à là kiều côi nhà cái trốn sơn lâm ngôi nhà ơi nhà ơi cái trốn sơn lâm mấy mấy cõi thiên 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 thôn ra này ta là chú yên.
哎呀，我认为正有爷和忙啦对。哦，那天你啊，哥呀，入宿的，上了房了，怕苦啊！啊，伢老啊，又有又有，减肥就是第没肉，嘛冷体拥有，减肥就是第没针，哇嘛牙齿冷伤，减嘛15斤是第肉咬的。哎呀，vui miệng thì lão nói chơi vậy thôi, chứ à nhà lão thì chả có gì tất cả. Nhưng mà bề tử tức lão sớm sinh một gái, tuổi xuân xanh vừa độ trăng tròn, chưa có nơi nào kết chỉ cầu hôn ngọc lành.Còn đóng cửa làm cao giữ giá đó. Dạ, thiền sĩ con có lời chào cụ à? Không dám, lão à, có lời chào anh. Dạ, con nghe cụ đây đạt biến thức thời, con xin đến để trần duyên sự. Vậy anh trần duyên sự chi hả anh? Dạ, văn thanh nhà ta sinh nàng thuộc nữ, con xin sang để bán tử hầu người à?Ô hay, cái anh này trần duyên sự chi mà là vậy. Lão già đây đã 70-80 tuổi đầu, còn thiếu chi cái chết mà. Mà anh sang bán tử là anh bán cái chết cho lão đấy à. Dạ không ạ, bán tử là bán tử chi tình, tuy bán tử nhi tình do tử. Bán tử là con muốn sang làm con làm cái cụ. Dạ, làm con rể cụ đấy àanh cứ nói vậy thì lão nghe ra ngay, lão nghe ra ngay. Bản thức bên ấy bác sinh ngay là trai, lão sinh con gái phải thì thời để chi mà chẳng gả. Dẫu rằng lão tôi có ham trốn giàu sang, thì dâu nam gián sánh với rể đông sàng. Được được, anh cứ vào nhà trong xơi nước để lão gọi con gái lão hỏi đôi lời xem sao hở. Nào, thị kính con gái của cha đâu, ra cho cha dạy chuyện nghe con. Good.
con đã ra đấy hở, cha cho con đứng lên, đứng lên. Ơ à, này con, nay con tuổi răng tròn đương độ, cha cũng muốn cho con an phận thất gia. Có anh thiện sĩ kia thật đáng mặt con nhà, cha cũng muốn giáp định kỳ duyên kim cải. Nào con nên chăng thời con cứ nói, kẻo à, lại mang điều cha ép gả duyên con. Chính thầy cha ơi, cha sinh con ra mãi đào phận gái, duyên phận mình như hạt mưa sao. Riêng con em một thọ chưa ơi này trời can đi quê. Ờ, lời con nói cha nghe đẹp giả, nhưng họ sùng kia thì đồng quận cô bao xa. Dẫu sớm khuya con thăm viếng mẹ cha thì đường đi lại có à, xa chi mà ngại. Và cha đây chỉ có mình con là gái, mà mẹ cha thì mỗi tuổi mỗi già, cũng mong cho con sớm có nụ có hoa. Thời cha mẹ mới đẹp lòng đẹp già đấy con à. Vâng lời cha dạy dỗ bằng lòng rồi đấy hả? Cha cho con đứng lên, đứng lên. À, trẻ đâu? Dạ. Cho mời anh thiện sĩ ra để ông dạy chuyện nhé. Mời ông thiện sĩ ra cho con dạy chuyện. Ừ, này anh thiện sĩ, à, lão à, đã hỏi con gái lão rồi. Nó nói à, nó. Nó bằng lòng lấy anh rồi đấy. Thế mới gọi là nam môn đa hỷ khánh, nữ tế cận thừa long. Đẹp duyên con cha mẹ cũng mừng lòng, mừng cho bốn chữ nghi kỳ gia thất. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha cho hai con về hợp cấn hồi môn. Như à, phải chọn đạo vợ hiền dâu thảo nghe con. Dạ. Tuy chưa dâng sáu lễ, song đã hợp một nhà, đầu bái tạ nhạt ra, cho hai trẻ sắt cầm hòa hợp. Ờ, cha cho hai con đứng lên, đứng lên. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha cho hai con về chi tử vu quy. Nhớ à, phải à, tỉnh thoảng à, sang thăm cha hở. Các cháu mời nhà trai vào. Chúng tôi có lời chào cô. Lời chào các cô. Là nhà trai tin mừng tới cửa. À, nhà gái mình tụi tùng tép được tranh dòng. Đẹp chữ lương duyên hai họ mừng lòng, săn đào liễu đẹp tình mưa móc. Ôi già thì bắt cầu ô thước, trẻ giữ bền mối lương duyên. Giờ xin phép các cụ cho hai cháu nó được lên miếu xuống đất. Tất nhiên giai lão giữ nguyền thủy chung. Nào
sao? Mời các cụ vào ta chúc chén xuân nồng. Ồ, chén vui ngày đại cát. Chén mừng đào yêu. Thế à, mời các cụ. Mời các cụ. Bye.
đời hồi lòng y vân. Đêm nay nghe đi mỏi mệt đi tâm đi thần đi mượn gối nàng đi ngả lưng một đi lát đi chồng trăm năm kết tóc, trước đẹp mặt chàng, sau đẹp mặt ta. Dẫu làm sao nghĩ một sợi này ra dị hình thấy ơi dưới thầm mình là ai thật. Học khuya chàng vừa yên giấc, tôi tính sao khỏi đồng mình chàng. Dạ thương đi chồng lòng thêm đi nào đi à. Sân sao bên ơi thiếp xem thầy một ni mực hơi cha ơi mẹ hơi sớm ơi làng đêm mông khuya quát bỗng làm sao thấy từ bất thường làm sao thế hử bất thường làm sao? Dạ thưa mẹ cha, đêm qua con ngồi học đã khuya, vừa chợp mắt thấy sao kia kề cổ à? Sao ơi, thế à? Nó kề cổ mày, hay à nó kề cổ ai thì họ con? Thôi ông đi, lại còn kề cổ ai vào đây nữa? Chả nhẽ nó lại kề cổ ông mà? Sao ơi? Thì ra con mặt sứ gan lim kia, mày định giết con mà phải không? Tôi đã bảo với ông rồi, lấy vợ cho con là phải kém tông, mà gả chồng cho con ấy là phải kém dung. Tôi đã bảo là phải kém những nơi công hầu kia mà. Công mi trả hầu. Dông phượng dông công mê nhà bà đây thời dông mê phượng dông mê công mê này con kia nhà bà đây dông phượng dông công còn tuồng mấy miều mà ôi cháu ơi dông gà đồng mày lắng lơ đi con kia ấy tuồng xin chào mẹ.
thôi đi. Ôi trời, ôi trời ơi, thật hú hồn hú vía cho con tôi. Giải kiếp, giải kiếp. Mà cả gan con này, mày thật cả gan. May cho con tao sực tỉnh giấc vàng. Mà tỉnh 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 nữa thì còn gì mà không chết hả? Dù mày có chót say hoa đắm nguyệt, chót trên đô dưới mộc hẹn hò, thì mày cứ thú với bà, rồi bà cũng thú đi cho. Càng chí mày phải dục tình bất chấp. Trời ơi, oan con lắm mẹ ơi. Lại còn oan nữa hả? Rõ rành rành mười mắt đều trông, phí mặt gái chờ chờ như mặt thóp. Này à bà ơi, thế giả cái con thị kính này nó là gái giết chồng à? Thực đấy ư hả bà? Ồ hay, thế ông không mở to mắt ra mà nhìn kia kìa. Ừ thì mở. Này bà này, tôi là tôi đổ trực đêm hôm khuya quắp, vợ chồng ở đôi bóng chung đèn, anh thì tỉ tê, chị thì khuyên đọc mãi sạch thanh hiền, thế à, trở nên với sinh già sùng khác. À, thôi cũng như tôi với bà ở cái tuổi đường thị mà. Lúc nào cũng rượu, lúc nào cũng say, ăn nói thì lèm mèm lèm mèm, lương lương với chả thì thì. Ông không biết gì thì ông ngồi chết gì trong đời này. Ừ thì gì. Này con kia, nhà bà đấy cao món lạnh tộc, còn cái thứ mày là con nhà của ốc. Cho nên chứ tam tòng mày ăn ở đơn sai. Thôi chẳng xong đâu mà đánh mắng cho hoài, cứ gọi mãng tộc về mà phó cho nó cho rảnh thôi ông ạ. À, đồng nát thì về cầu nôn, con gái nỏ mồm thì ở về ở với cha. Ô hay, thế ông vẫn còn ngồi chết dí ở đây à? Thế bà bảo tôi dí xuống đây thì tôi không dí à? Ôi giời, ông không sang mà gọi mãng tộc, mà võ giả cái con thị kính này về cho rảnh, để ở đây con mình có ngày chết oan vì nó đây. Thôi ông đi đi, ông đi đi. Ừ thì đi. Chà. Đọc sách rồi sau này mẹ sẽ lấy cho con dăm bảy vợ, chứ thiết gì cái thứ gái giết chồng kia nữa. Oan con lắm mẹ ơi. Lại còn oan nữa hả? Chàng ơi, oan thức lắm chàng ơi. Buông, buông, buông ra. Vào, vào, vào. Chuối trôi sông, môi môi ngọt lấy. Trời ơi, lòng người còn sắp hơn sao? Sự tình tôi biết tính sao bây giờ? Ờ, ông Mãng ơi! Ôi ờ, ông Mãng! Đứa nào bè bè Mãng Mãng ngoài ấy hả? Ừ, tôi đây! Ông nhanh nhanh sang mà ăn đẩy cứ cháu!
lão biết ngay mà, mã già ruộng ngâu, không cắm cây mã thì thôi, chứ cắm cây mã là mọc ngay cây lúa cho mà xem. Chào ông. Không dám. Lão chào ông. Này, ông khen con ông nữ tắc nữ công lắm hả? Vâng, cháu nó nữ tắc nữ công là đủ cả đấy ông à. Thế mà đang đêm nó dám cầm dao cắt cổ chồng thế. Ông nói thật hay ông nói chơi vậy hả ông? Ồ hay, thì ông vẫn chưa mở mắt ra mà trông được hay sao? Đây, ông nhìn đây. Còn ông đấy, ông mang về mà nuôi mà dạy. Từ nay bớt cái mồm khoe mẽ, rồi nay mai tôi sẽ báo với làng để phơi bày cái bộ mặt luân thường nhà ông. Ông ơi, cơ sự nó ra làm sao? Ông cho lão biết với. Ừ, biết với này. Thật thì chả không. Con ăn ở ra làm sao mà đến nông nỗi này hả con? Cha ơi, 3 năm tròn đạo cùng chồng, nào con có dạ bưởi bồng cho cam, trời cao nào thấu nỗi oan. Nhưng mà sự tình duyên cớ ra làm sao hả con? Cha ơi, dâu chồng con thấy chẳng đều, tiền giao cắt để một chiều như nhau, nào con có dạ chi đâu. Trời ơi, vậy là oan con tôi thật rồi. Con ơi, oan ni dù nhân chẳng oan, xa xôi cha biết nỗi oan con nhường nào, con ơi dù nhân mà chẳng mây che vẫn to, cái nhà này ai tỏ cho con? Nhà ta là phận thần vân, thôi con đành nhẽ ngầm oan giết chồng. Trời ơi, từ đây mang tiếng giết chồng. Về với cha tôi con.
với cha thôi con. Thank you.
từ mười ba của ai phúc nấy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dân nguyện thập phương kính trình tam bảo, lòng người có đạo đem của cung triền, trăm nên cũng biến một đồng cũng tuy vân bạc lễ đạm kiên thành tâm, Phật tổ giáng lâm quỷ thần chứng chiếu A Di Đà Phật. Mời cô vào lễ Phật. Thank you.
đâu đến ở chùa này mà cổ kêu ba ngân đê. Ấy lông mày nét ngang đấy thầy tiểu
thầy tiểu chả phải ra cất kinh cất mõ chỉ cho bằng. Tôi tìm chỗ nấp, tôi đợi thầy tiểu ra đây, nhất định tôi phải nắm được tận tay thầy tiểu thì tôi mới nghe. Khóc thầm trong chuyện nực cười, chứ biết đâu tôi đây cũng chỉ là đây rồi. Đừng có chạy với em nữa nhé. Mô Phật, thôi bỏ mô Phật đi. Cô buông tôi ra để tôi quét chùa, kẻo sư cụ người của chết. Đưa chổi đem quét cho rồi em nói chuyện này cho mà. Thầy tiểu ơi, quét bao cho sạch trần riêng chứ tôi làm gì chi cho bước đi vẫn là lễ hậu thiền cái hậu thiền tiểu ơi hơn cái tuổi giàu tuổi phân đi kia cao sao mà đã đi vội vội xa đi đời. Thầy tiểu ơi, chứ không ai đợi đi. Này thầy tiểu ơi, muốn rằng cây cải cho xanh thải lại câu thêm tan dành bờ tre lắng tai tôi nói cho mà nghe chi âm chưa tỏ chi âm để tôi mong phục nhớ thầm sâu. Phải rồi, chi cho bằng châu ta ăn cỏ đồng ta, ai lại hoài thóc ra cho gà người bới. Nhà tôi có anh nô là người ở, tôi là về bên này. Nô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Nó lẳng lơ thế mà ơi. Lẳng lơ à, đây cũng chẳng mòn lẳng lơ. Liệu cô màu về cho ông tôi hỏi nhá. Vì chứng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải lấm bèo thay phải. Chẳng hiểu sao dạo này cô mầu nhà tôi lại năng lên chùa hát đố mấy chú tiểu thế. À, nay lên chùa, mai lại lên chùa, mà
ông nhà tôi cứ nay mất đi tìm, mai lại mất đi gọi. Thôi thì đã là thân phận thằng đi ở thì cứ như ông Thiên ơi chỉ đâu là tôi cứ quánh đấy. Ấy tôi vào vào chuồng, tôi đấm một tiếng đi, tiếng chuồng bỏng. Ấy trở ra tam quan tôi mới đánh bà tiếng trống, toành toành tắc toành toành tắc toành toành tỏ. Hỏi cái con nhện nó thơ gương ở chốn này chốn nào, à lên chùa điệu ô màu về mới được. À cô màu ơi, ai cô màu, ai gọi gì cô màu đây? Nô đây. À, anh Nô đấy à? Thế anh Nô gọi gì cô Màu đây? Ông bảo cô về sửa soạn mà đi ăn cưới đấy. Cưới ai? Ông bảo cô về lấy chú Tiểu phải không? Nói đi rồi cô cho quan tiền đây này. Mô Phật! Ông bảo cô sao dạo này năng lên chùa hát đúng với chú Tiểu thế? Thế hát đúng với anh Nô nhờ? Ừ, hát đúng với Nô. Ừ. Này anh Nô ơi, thầy Tiểu giấu hết cả ống voi bình pháp của tôi, thế cho nên tôi mới tư lự thất tình. Cơm ăn chẳng được, mình gầy xác phê đi Nô à. Trông thế kia mình gầy xác phê. Cô Màu ơi, trông cô mình gầy xác phê mà Nô nghe thấy thương đấy. Ôi, anh cũng thương tôi à? Thương thế nào? Thương làm sao? Nói đi nào. Ơi cô Màu ơi, tôi thương là thương cho cái con chuồn 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 chỉnh gió anh hồ, nó mới mắc phải mối tơ vương. Cô Màu gian díu với thầy Tiểu mà thầy Tiểu chả có buồn thương cô thị Màu. Này anh Nô, cô cứ nằm bờ nằm bụi rồi đến lúc sớm con cô muộn nỉ muộn chồng. Này anh ơi, lấp tai ngoảnh mặt làm mi ngơ, rằng khôn cũng tệ rằng mi ngơ chớ nghĩ chớ thay. Yeah.
Cái gì mà cứ lục lục mãi ở trong ấy hả Màu? Dạ, con ra ngay đây ạ. Mở cửa cho cha vào đi con. Vâng. Mày lâu. Cha đã về ạ. Mày làm cái gì mà lâu thế? Dạ, con mời cha đi nghỉ ạ. Ông cha thì chắc cho cháu về. Dạ, con mời cha đi nghỉ ạ. Ngã lăn chiêng lăn trống. Mau. Dạ. Cái gì nó lù lù một đống nữa con. À, dạ thưa cha, đây là chiêng trống của làng gửi đấy cha. Sao cha đi vắng mà lại dám cho làng gửi chiêng gửi trống ở thế nào? À, dạ thưa cha, là vì làng thấy nhà ta kín cổng cao tường, làng mới chọn mặt gửi vàng đem chiêng trống sang gửi đấy cha. Thôi mời cha đi nghỉ ạ. Nhà ta kín cổng cao tường. Dạ vâng ạ. Phải rồi. Ê, nhưng mà trống thủng chiêng rè thì sao? À, dạ. Con đã cổ soát kỹ chưa? Dạ thưa cha, con đã xem xét kỹ lắm rồi đấy cha. Thôi con xin mời cha đi nghỉ ạ. Hôm nay ông đi uống bữa rượu hung thần. Dạ. Say tối tăm mặt mày. Dạ vâng hả, mời nhưng cha đi. Nhưng mà nhân tiện ông cũng lại thuê tiện ngay được mà cái dùi răng. Ngày mai làng vào đám đó ông cầm trầu. Tiện trống đây ông thử tiếng chơi. Ấy chết, thưa cha, lệ làng phép nước, bóng rừng, cha nổi trống làng, làng mắt vạ chết. Vạ? Không vạ ông thử đôi ba tiếng chơi. Vạ ông đánh đủ cả ba hồn chín tiếng cho nó vạ một thể. Bố mày lại sợ cái làng này à? Thôi con xin cha, mời cha đi nghỉ ạ. Xê. Con xin cha. Xê. Kìa cha con xin. Xê. Cái trống ở đây rồi. Cái càng tuy cũ nhưng mà cái mặt nó còn căng gớm. Rụp. Rụp tông. Cái trống nó kêu thế mà hay. Ông lại nện tiếng nữa. Rụp. Rụp. Ai tôi tông. Mau 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 mau. Cái trống nó lại kêu ai tôi tông. Dạ thưa cha, đấy là tiếng trẻ con nô đùa ở ngoài nó vọng vào đấy cha. Thôi mời cha đi nghỉ ạ. Dạ, con đang vọng vào dạ, à? Dạ vâng ạ. Ê mau. Dạ. Mau mau mau. Mau 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 mau. Mau. Dạ. Cái trống cho nó biết đuổi người thế ở mày. Dạ thưa cha, là vì trống của làng có bánh xe, cha đụng vào nó mới lăn như thế đấy cha. Thôi mời cha đi nghỉ ạ. Nhớ rồi. Trống làng bánh xe. Dạ vâng ạ. Chiêng đằng nào? Dạ thưa cha, tiền trống hầu chiêng. Ê, nhưng mà trống sao thì chiêng vậy, cha còn thử làm gì nữa. Thôi con xin mời cha đi. Chiêng gì à, thì sao con cứ xe nhá. Con xin cha. Xe. Con xin cha. Xe. cái vú chiêng ở đây rồi. Cái chiêu nó kêu thế mà hay. Ông thử tiếng nữa. Mau. Cái chiêu nó này sao nó kêu rên dỉ như người khóc là ngoan. Dạ thưa cha, là vì chiêng của làng đổ nhiều vàng, tiếng nó kim thanh, cha đánh nó mới ngân thế đấy cha. Thôi mời cha vào đi nghỉ ạ. Làng nhà mày lắm vàng thế. Dạ vâng ạ. Mày đã không ngân thì thôi, mày đã ngân thì ông đánh đủ cả chiêng lẫn trống cho nó ngân một thể. Thôi con tin cha. Mày xe ra. Dạ. Xe. Mày đã không ngân thì thôi, mày đang ngân thì ông đánh đủ cả chiêng đánh trống cho nó ngân một thể. Rụp. Rụp. Tông bê tông.
Ôi, quay lại ông à, quay lại ông à, quay lại ông à, quay lại ông à. Ôi, quay lại ông à, quay lại ông à. Nô. Dạ. Đúng mày thằng Nô không? Dạ, phải con ạ. Nhưng mà mày đang đi cày cơ mà. Dạ, con đang đi cày đi. Cô còn gọi con về à? Cô mày gọi về làm cái gì? Cô gọi về đấy. Ôi ôi, cũng thử chiêng thử trống thôi à. Ô. Tại đứa nào? Dạ. Tại đứa nào? Tại đứa nào? Tại cô. Tại nói. Tại cô. Tại nói. Tại nói. Thôi. Nô. Dạ. Lại đeo bảo. Ông ta rồi còn. Ông đánh con nãy giờ. Đau lắm rồi à. Nãy mong đi. Dạ. Con này. Bây giờ cơ sự đã xảy ra thế này, con không được thổ lộ với ai, rồi ông sẽ cho con ruộng, con bò mà làm ăn nghe không? Ông bảo con im đi, rồi ông cho con ruộng, cho con bò. Chứ, họ hang làng nước thì đừng có ở đây. Họ hang làng nước thì đừng ở đây nè. Tiền đây. Có đường, có nẻo thì bán xứ biển tâm. Đừng có lai vắng ở cái làng này. Mày mà còn lai vắng cái làng này, đừng có quả trách ông không mở mắt cho chúng mày. Đi đi. Ông cho con tiền mà ông bắt con bỏ làng, thì làng con không bỏ, con trả tiền ông. À, cái thứ mày không tất tất cắm dùi, lại còn quê hương bản quán. Mày mà ở được cái làng này với ông à. Mày mà ở làng này với ông á. Con ơi là con ơi. Ai lại mày cành vàng lá ngọc. Nó là nước ăn nữa ở. Mà mày đi tăng tiệu với nó thế bao giờ hủa màu. Tại cha cái. Tại bố mày cái gì? Sao bao nhiêu đám đến hỏi thì cha cứ bảo là cháu nó hãy còn bé. Còn bé. Còn bé. Mẹ cũng để tao tìm cái nơi môn đăng hộ đối chứ. Bé thì thế bao giờ cũng có màu. Đăng đối mãi rồi. Trời ơi. Mày còn ron ron cái mồm. Ông chỉ nè cho mày. Ôi, cha ơi, con xin cha. Xin cha. Con xin cha. Xin cha. À trời ơi, đánh vào chân cha mày rồi. Con ơi là con ơi. Tại dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn dân xã thuận màu, tôi đứng đầu hàng xã. Việc minh lương thuế lệ nay đã thanh thỏa, tính tôi hay kiệt thượng ở trong làng. Ơn trên núp bóng quan, xoay chúng dưới là kiếm ăn cũng khá. Nghe ra nhà phu ông có ả thị màu đó hoang thai, cứ chiếu theo lệ phép làng là mất mạng không sai. Khoán là phải nộp đủ 100 quan quý đó nè. Ấy ở việc này á, phải bảo thằng bố đốt đi đập ngõ mời làng mới được. Thằng bố đốt có nhà không? Bố đốt đâu có nhà không? Đứa nào đốt xác gì mày ấy? Tao đây, thầy xã đây. Bố nó có nhà bảo gia đình có việc cần ngay.
Dạ thưa thầy, bố cháu chảy tỉnh lĩnh đăng rồi ạ. À. À. Sao bố nó đi vắng nhưng mày phải ra ngay đình có việc cần ấy. Dạ thưa thầy, bố cháu cắt sáp theo hầu cụ bá lên tỉnh lĩnh đăng đấy. À, có chăng thì chăng. Thôi được ạ, bố nó đi vắng thì mày ra ngay đình có việc khẩn nhé. Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than, pháp đâu có mất việc quan đàn bà nên phải lầm than. Tôi thương chồng nên phải lầm than, pháp ơi đâu bây giờ có nghĩ bắt mày mất việc quan đàn bà. Úi giời. Dạ lạy thầy Lý ạ. À. Sao bảo mà gia đình mày cứ lừng khừng mãi thế hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên, xưng danh xưng giá mới nên con người chứ thầy. Hey, làm cái thứ ngõ mà ông danh với trẻ giá. Thôi được, danh giá thế nào xưng. Ô vặn vậy chả có gì, mẹ đình đám là tôi khác với phường xa áo cơm toi. Nghe anh nói tôi vào sang đúng mực. Mất phận danh như tài túc, vơ chế lệnh như dân phòng. Một mình tôi cả xã ngóng trông. Điều phải trái là tôi lên trước bảo. Trước bảo này. Thế mày mất tao đi mày lên trước bảo dân tao hả? Dạ thưa thầy, to nhỏ việc gì có mõ đi giao thì dân làng mới biết. Thế không phải là nhà cháu lên trước bảo à? Ừ gì? Thôi, ông cũng cho là được. Từ việc thì cho chí việc hảo, chắc quan về là tôi phải bảo với dân. Từ tiền to dài lão quanh năm, tới tiền tức là một tay tôi chiếu cổ. Con mẹ này ra mày mỗi ngày một láo. Thế mày mất tao đi mày lên trước bảo dân tao. Ôi, dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy, còn quên đi mất ạ. À. Trên có tay thầy chiếu bổ, dưới có tay mẹ mõ đi thu. Không có tay nhà cháu thì liệu thầy trách cứ vào đâu? Làng trông cậy được vào ai chứ hả? Chỉ là cái này láo thế nào. Từ hương hào cho chí thầy khán phủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Ồ hay. Tôi mà chưa ra thì các cụ cũng chữa được ngồi. Con mẹ này, mày cho nhật nhật ra hí lộng giả thành chân. Mày bảo mày chữa ra là dân tao chữa được ngồi. Dạ thưa thầy. Thế ra mày là bà chủ chỉ làng tao đấy hả? Dạ thưa thầy, nhà con chưa ra làng chữa được ngồi là vì nhà con chưa ra thì lấy ai ra đây mà giải chiếu? Thế để các cụ ngồi xuống đất à? Hay nhường thầy ra giải chiếu lấy vậy? Con mẹ đốt nó nói thế là có lý đấy. Thôi được, tao cũng nghe ra rồi đấy. Nhưng con mẹ đốt dạo này trông cũng nhuận sắc đáo để. Đốt ơi. À thế mày được mấy con rồi hả? Dạ thưa thầy, nhà con hiếm hoi lắm thầy ạ. À thế mấy đứa? Dạ mới được có 9 cháu. Đúng là sao mày đẻ mắn thế đấy. Dạ với cả cái thằng cháu này nữa là 10 đấy ạ. Cái con mẹ đốt này tốt nái đáo để. Đốp ơi. À thế hôm nào mát rồi.
À thầy sang chơi. À mày. À mày này này. Mày cho thầy gửi một đứa nhá. Chết. Thầy là người lớn mà nói phàm vỡ thế. Bố cháu nghe tiếng thì mặt thầy còn ra cái mặt. Con mẹ này hỗn láo. Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ thì tao mang một đứa nhờ mày nuôi hộ. Chứ mày lại tưởng ông lại có cái tính á. Toàn tem. Giờ hồn không có ngày đấy, đi ra mõ đây. Dạ thưa thầy, giao thế nào đấy ạ? À? Đi giao là triềng làng, triềng trạ, thượng hạ, tây đông. Con gái phu ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai. Mời ra trẻ gái gai gia đình mãn quán. Có thế cho đi nào. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy. Nhà con tuy sáng dạ, nhưng lại phải cái hôm tâm. Thầy làm một mạch thế thì nhớ sao được ạ? Hay là thế này vậy nhá. Mày bảo thế nào? Nhà con đi trước, thầy bước theo sau. Thầy cất tiếng giao nhà con đập mõ nhá. Mày nói thế hóa cha tao là đầy tớ mõ nhà mày hả? Dạ thế thầy. Dạ thế thôi vậy. Thầy thủng thẳng đọc từng câu một để cho nhà con nhập tâm vậy ạ. Nghe đây. Đi giao là triềng làng, triềng cả, thượng hạ tây đông. Tây đông rồi. Vào đây. Ô thế sao mày lại bốc mồm tao mày bỏ vào chỗ ấy? Dạ thưa thầy, không bốc từng câu thì nhớ làm sao được ạ? À? Thế mới nhớ được à? Con mẹ này sao nó ngu thế? Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai. Có thai cũng vào đây này. Đúng. Đúng đúng. Dạ. Ô thế sao mày lại có thai cả mồm tao thế hả? Ôi giời. Kìa kìa. Nâng cao cao cái giải yếm lên không uế tạp mồm tao kìa. Dạ thưa thầy, cao lắm rồi đấy ạ. À. Kìa. Mời. Mời ra trẻ gái dai gia đình mãn khoán. Mãn khoán cũng vào đây này. Có thế thôi. Có thế thôi cũng vào đây này. Đi ra bộ đi. Bố lão nó có thế thôi mà mày cũng bốc mồm không? À, giấy này. Này thì giấy này. Đi nhé, đi hết có bao nhiêu trong này thì ra tiền ra sách. Thế là xong lấy khổ thế chứ lại. Đúng. Dạ. Sao bảo đi ra mõ đứng đây hả? Dạ thưa thầy, xong hết cả rồi ạ. Thế mày bảo xong là xong thế nào? Dạ thưa thầy, gửi lời thì nói à. Gửi gói thì mở. Nhà con vừa gói mồng thầy ra, nhà con mở tung hết cả ra rồi ạ. À, con mẹ này, mày thấy ông chậm hiểu, mày lại xỏ ông chứ. Mày là dạ, mày. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy. Ôi, 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 bố đâu mà đi đâu là thầy xóa tiếp ra thế này. Bố đâu mà là, bố đâu mà là, bố đâu mà. Đốp đốp. Đốp ơi. Này đốp. Đốp ơi. Nín đi. Lọt tai làm sang tai họ. Này này. Nín đi để tối mai sang nhà. Ông đền cho chúng thóc. Cái kiềng mặt cái con đốp đi. Trên em thì đón thì chào. Trên bà đú đẩn dưới bào mặt ra. Trái ơi, thượng hạ tây đông ý ơi, con gái của ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai, mời ra trẻ gái trai gia đình mãn khoán ý ơi, ý ơi. Ôi, có thế thì mà cũng mệt. Còn ba cái tiếng mõ này là để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Cụ đồ ơi! Ơi cụ đồ! Đúa
lớn hồ đồ đạc gì ngoại hổ. Mời cụ ra việc làm. Ờ, mẹ đốt. Dạ. Ờ, thế họ lại có cái việc gì mà lại cho ông già đứng đàng cái hổ? Mời cụ ra ăn quán cô Mậu. Ồ, thế nay làm quán rồi mai lại bắt cầu thì lấy tiền của đâu ra? Mời cụ ra ăn quán cô Mậu, cô ấy chửa ra cơ mà. À, nó chửa ra hả? Vâng. Ôi, nó chửa ra ông về đó. Ôi, cô ơi. Ồ. Cô ấy chửa ra là cô ấy hoang thai cơ mà. Thế cụ nghe ra rồi chứ? Tao nghe lâu rồi. Thế cụ nghe thế nào? Ồ, thế mày bảo cái gì? Thế mà Mậu nghe ra rồi. Cô Mậu cô hoang thai. Ồ. Bụng to như bụng nhà cháu này này. Ồ. Là ngả vạ. Mời cụ ra. Ồ. thì ra là mẹ đốt mời ông đi đánh chén cái hoang thai. Này mẹ đốt. Dạ. Ông bảo. Ở đầu làng ta là đang còn cái cây cổ thụ đấy. Vâng. Phạt vạ cha con phú ông là cứ bắt hắn ngã xuống rồi sẽ cho mỗi cụ có hậu sự đỡ tốn cho con cháu hả? Mời cụ ra việc làng hãy bàn, con còn phải đi mời cụ thầy đây. Lão đi đánh chém cái hoàng thai ấy cứ là 4182 mớ nhọn môi xương không gặp được vì ai là lão khước. mẹ đúng dạ thế à, chỗ ông đâu? Dạ ông ngồi chỗ nào? Mời cụ cứ làm nhất cụ ngồi. Làm nhất thì phải rồi. Dạ. Ở hiền gặp lành, ở quỷ gặp ma, giả dối thì gặp dối giả. Thì lão phú ông ấy ăn ở chả ra cái gì, thế cho nên con nó bị chửa. Mẹ lại ngắt mồm. Chết chưa? Cái gì thế cô ơi? Vớ được chú chưa được? Sao cũng biết được ạ? Chả là tôi tóm nó cái vòi khố của nó mà còn dài thằng lẳng đó này. Tha làm phúc nhỉ, gấm nó bay cao bao cao, bay cao đáo nẻ. Đó. Dạ. Đó đâu? Dạ con đây. Chỗ thầy ngồi đâu con vậy? Dạ mời thầy cứ vai vế thầy ngồi. Vai vế rồi. Vai vế rồi. Vai vế rồi. Rốt 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 rốt. Dạ. Sao thế hả con? Sao thế hả con? Mẹ rốt. Dạ. Mày sắp đặt thế nào? Mới để cho cái lão mù nó đè đầu cưới cổ ông rồi. Nó. Dạ thế thầy. Tại cụ thầy kém mắt nên ngồi nhầm vào vai cụ một tí thôi ạ. Đồ à? Thì mắt mũi không trông thấy gì đồ bỏ quá nhá, khất lỗi. Ôi sắc. Đó là cái đồ mù dở. Cái đồ điếc dở. Mù dở. Đồ điếc dở. Dạ. Đốt. Dạ. Sao dê làng cúc thịt mà để nó be dâm lên thế hả con? Dạ đấy là cụ Hương ra việc làng chứ dê đâu ra mà thịt ạ. Ô Hương à. Chiều trên tiệc thọ chén vai tớ là cái nơi rồi rồng giữa đình trung vắt nóc ngồi hả? Bảo cái gì? Ôi trời ơi, đốp ơi. Ôi trời đất ơi. Đốp. Dạ. Thế sao thế, con thế nào nó đưa ngồi cả bao đầu thầy nữa. Dạ. Đấy là thầy ngồi nhầm vào ngôi của cụ Hương nên cụ đòi lại đấy thôi. Ô Hương à, không trông thấy gì mắt mũi không bỏ quá chứ xinh xắc. Này à, các cụ ơi. Hả? Đập mõ không tẩy gõ thớt.
nay anh em mình giao việc làm, là phải bảo anh xã ấy, là phải có đánh chén một bữa tới cả có phải chén cái đá các cụ ạ. Chào các cụ giao việc làm. Anh xã đây à? Úi giời, có mà giật chân khiếp đấy. Mình tình mình có chân. Lo các cụ phép vua thua lệ dân. À, làng ta xưa nay là lệnh nghiêm phép cấm. Cấm biết cái gì còn gì nữa. Thế mà con thị mầu con gái ông phu ông nó chửa hoa. À, hôm nay cho mời các cụ ra đây. À, ta bàn bổ về cái việc khoán lệ như thế nào đấy các cụ. Con bị bàn bổ gì nữa. Anh xã này, anh cứ cho hỏi cho nó ra nhẽ chứ sao dạo này nó lại hư thế nhỉ. Con mời phu ông bắt tổ con mầu ra đây cho làm hỏi. Bắt cho làm hỏi. Nhanh lên. Nhanh. Dạ bẩm các cụ, cô mầu cô đã ra đấy ạ. À. Ôi giời. Ôi giời, nó lắc kìa, lắc kìa, úi giời lắc kìa. Thôi chúng mày lắc vừa vừa cho các cụ chóng mặt lắm. Dạ, chào các cụ. Này, các cụ ơi. Cụ thầy. Cái gì? Cụ dòm cho tỏ. Đâu? Bên kia. Ai à? Lão phu ông khinh làng không ra. À, cho con gái úp giá vào bụng để ra lấy phần đấy. Ấy không phải đâu cụ ơi, chính nhờ có cái bụng ấy cho nên là các cụ mới có cái bữa chén hôm nay đi ạ. À, ai cứ bàn việc làm dám nói liệu bước này. Bước này nó chửa ra lại bảo nó úp giá vào bụng ra lấy phần. À, nghe ngóng thì tay lọ xọ tay kia, ăn nói thì hồ đồ, mắt mũi để đâu thế nhỉ. Thưa các cụ, hả? Áo thì cứ chàng, làng cứ xã. À, làng ta thì ai cũng hai năm rõ mười. À, rằng con thị mầu nó đã trở ra rồi. À, riêng có cụ thầy thì vâng. Dân làng thì đã thực mục sở thị. À, còn em thì nhẫn nhí nhập tâm, vậy để em lấy tay thay mắt sờ thử xem kiểu oan uổng con người ta có phải không cụ. Con mau đâu, con mau đó vậy, mau mau mau. Các cụ ơi, cháu nó mọc răng rồi. Mẹ đốt. Dạ. Từ sáng đến giờ tao đã được cái gì vào bụng đâu, mồm vẫn khô như mồm chó đá đây. Sao mày để cho cái lão mù giỏ nó cứ khám mãi mép ông hả? Dạ thưa cụ, đấy là cụ thầy cũng khám mồm cô mầu, chẳng may va vào mồm cụ tí thôi à. Ôi thế mồm đồ à, thế khất lỗi đồ nhấp phịt sắc. Đó là cái đồ mù dở. Đồ điếc dở. Cái mù dở. Điếc dở. Mù điếc. Thưa trên có chức vị. Ừ. Dưới nó có dân làng. Ừ. Con thị mầu giờ nó đã trở hoa. Ừ. Tôi xã trưởng phải để tôi hỏi nó. Anh xã này, anh cứ hỏi tôi nó ra nhẽ chứ sao dạo này nó lại hư thế nhỉ. Ôi giời ơi. Sao mình thế, sao lại rúi khiếp thế? Con mầu kia, con chót ăn nằm với ai thì khai ra, liệu khôn ngoan thú thực làm tha. Khai ra nằm với ối vào đây. Chết cô mầu ơi. Thế nằm núp không à? Chót ăn nằm với ai thì cứ sự thực đường khai để làng còn xét xử chứ. Hay cô có chót tay cái nghiền cái bút của cụ đồ. Ồ. Thì à, để làng còn bắt vạ cụ đồ. Ồ, cứ say rồi, cứ khoáng nữa. Đồ,
Đồ đồ đồ. Ờ. Đồ nằm với nó hả? Ừ. Ôi giời. Thay vì xem khỏe của thầy gặp phải yêu ma thì cứ lôi thầy ra cho là ngả bạ. Đâu 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 đâu. Tao mù loà, tao biết cái gì mà mày cứ cho tao vào cái chỗ ấy, cho nó vào cái chỗ ấy à? Dạ, đấy là con giá dụ thế thôi à. Hay à, cô có chót à, ăn nằm với ông Hương, thì à, để làm còn mắc mạ ông Hương. Hả? Ôi, đấy là ông Hương ông chỉ rồi và đất. Ông ấy thề là ông không ăn nằm với con mẩu. Dạ thưa các cụ ạ, à, thế thì cả làng ta chỉ còn có thầy xã là cây cao bóng cả. Không thông nào được ăn cả. Ăn cả mô mả không yên đâu. Ồ thế ai đã ăn được miếng nào? Có mỗi cái đấy có ăn được ra mà ăn đấy. Hay à, cô có chót ngả vào thầy thì cứ lôi thầy ra cho cái làng ngả vạ luôn. Dạ. Ai xuống bàn việc làm dám nói léo bước ngay. Cút ngay. Cút ngay. Nếu cô ám ra lì thì đến phú ông ta cũng chẳng nể chi. Nể thế nào? Anh xá này, anh cứ ta tuần vu ngã ngửa cái con màu cho đánh đủ trăm roi có bao nhiêu phổi cho bằng hết. Tuần. Dạ. Đánh ngủ trăm roi. Dạ đánh ạ. Đánh chết tao chịu. Ấy ơi, khoan. Sao? Anh xá này. Sao? Muốn đánh con màu là bây giờ là phải sai tuần đem khuế một cái lỗ. Phải có cỗ. Úp cái bồ nó xuống rồi hàng ngày. Không có để tù cả làng cái chuyện chơi. Con màu kia có chót ăn nằm với ai thì khai ra. Liệu khôn ngoan thú thực làng tha. Khai ra. Khai ra. Phải đâu là thói dâm tà, bởi chưng xấu máu mới hóa ra thế này đấy các cụ à. Con này, láo mày này trâu nấm vậy. Láo quá. Mày đổ. Mà nháo nhác như gà mắc cáo thế hả? Đốp! Ai cho mày trèo lên đấy hả? Bước ngay! Đốp! Ai cho mày trèo lên đấy hả? Xéo ngay! Nó này đổ cho các cụ. Rồi! Cho các cụ! Các cụ! Các cụ thở cho các cụ làm gì đó? Bụng to rầm rầm. Tao đó bảo mày mà! Có chót ăn nằm với ai thì khai ra. Liệu khôn ngoan thú thực làm tha. Khai ra. Khai ra nữa. Khai ra. Muốn chết. Phải như lời ông xá nói lọt tai thì tôi xin thú. Ngày rằm lễ tiết tháng tư, thầy mẹ tôi cho đội gạo lên chùa. Tiểu kính tâm ở sau bia lòng cả nể hóa ra nông nỗi đi các cụ à. Là sư mô thế đấy các cụ à. Các cụ à. Hả? Như thế là quan thị bầu nó thú đặt à, nó thông dâm với tiểu kính ở sau bia. Rõ quá rồi còn gì nữa. Thế bây giờ các cụ ta tính sao nào? Còn tính thế nào nữa? Anh xá này, cứ cho điệu nhà sư bắt cổ tiểu kính ra cho làng hỏi có bao nhiêu phải phòi ra hết. Con. Dạ. Ông mời nhà sư bắt cổ tiểu ra đây cho làng hỏi. Dạ. Nhanh lên. Dạ bẩm các cụ, nhà sư và tiểu kính đã ra đấy ạ. À.
chào các cụ. Mời sư đứng đó. Bố tiểu, hỏi đây, hỏi đây. Sao dám mượn màu thuyền dở thói mưa mây, quen lối tục để tìm đường răng gió hả? Sao lại hư thế hả? Lệ làng Khôn thứ bỏ phép nước chẳng dung tha, cứ y lời ả thị màu nó thú với dân ta. Răng tiểu kính nó tư thông cùng ả, có hay không nói mau? Có không nói mau? A-di-đà Phật, trình lạy làng bấy lâu thiền trai nương mộ, dốc một lòng sắc sắc không không, sự răng hoa chẳng dám bận lòng, lời đâm đặt xin làm cha cho tỏ A-di-đà Phật. Nó có nhận đâu. Được, bây giờ ba mặt một lời. Tiểu kính tâm nói đó, con màu kia mày nói lại làm sao? Mày nói lại làm sao? Nói đi con, nói đi, nói đi con, nói đi. Này thầy tiểu ơi, vui vỗ tay vào té bỏ hay sao? Chuyện sau bia dễ trôi được nào? Mỗi ăn trầu bữa nọ với nhau, nào đã có lâu lâu mà trôi. Thôi đã chót thời ta cứ thu, rồi làm cho đoàn tụ vợ chồng. Chuyện sau bia dù có dù không, ta cứ nhận để nên chồng nên vợ. Nhận đi rồi làm cho đoàn tụ vợ chồng mà. À gì đạo Phật, sao bỗng dưng cô lại đặt điều cho kẻ tu hành như vậy? Anh xá, nó có nhận đâu. Anh xem nào chứ ngọ rồi anh ạ. Như thế là rõ rồi đấy các cụ ạ. Câu chuyện sau bia đã rõ, tiểu kia còn chối được làm sao? Thôi đừng có dối Phật mày trong, khôn hồn liệu mau mà thú. Trình lệ làm khoan cho kẻ tu hành này lắm mà. Khoan à? Anh xá này. Anh xá đâu? Sao sao? Anh xá hả? Anh cứ cho toàn vật cổ tiểu kính đánh đủ chăn roi có bao nhiêu phải ra bằng hết. Khoan ra. Vô năng vật cô tiểu đánh đủ trăm gọi. Dạ đánh ấy. Quá. Đánh. Nam mô A Di Đà Phật. Quan đã. Trình lạy làng rộng lòng Bồ Tát xin dẹp trận lôi đình. Ô này à, chú sư, thế thầy cò chú còn định lôi đình làng tôi đi đâu? Hả? Lôi đình là cái con tức giận nó như sấm như sét, người ta gọi là lôi đình. Lôi đình là lôi cái đình kinh. Nghe ăn ngáo thì chạy lọa xọa, cái khi ăn nói thì hồ đồ mắt mũi để đâu thế nhỉ? Khoan lệ làng xin nộp phân minh, tha cho tiểu thư tình làm phúc A-di-đà Phật. Thôi, lời sư nói dân ta cũng nể. Cũng phải nể ông ta tí chứ. Nghĩa ra là cứ phải đánh đủ trăm đôi. Không thế nữa. Thôi, cho vậy. Giờ nhà sư phải giữ y lời, hẹn sáng mai phải nộp quán làng cho đủ. Này, không có chiếu một kém đâu đấy nhá. Các cụ à. Hả? Bây giờ ta về nhà phu ông nhà mà. Ờ. Nào, mời dân làng tất cả cùng đi. Chết à? Chết đây. Chết nào. Chết nào. Chết ơi. Chết ơi. Chết nào. Chết nào. Quay. Mời cụ dậy cho nhà con cuộn chiếu. Ồ, không phải biếu. Cửa bưng ra đây, các cụ ngồi ăn luôn ngoài này cho mát. Không có gì đâu mà biếu cụ ạ. Không ăn uống gì à? Đó, thế thì tôi nói rồi với mày, đừng có mời ông cho việc làm xuống nữa nghe cửa. Cụ ơi, nói thế thôi chứ các cụ vào hết nhà phu ông ngả vạ cả rồi.
Ồ, thế nó vào hết trong khu ông ăn rồi à? Dạ. Đấy, lũ này mà cứ bò lợn là chúng nó bò lợn trước. Lão phải đi nhanh đánh chén cái hoàng thai. Ừ, cứ là 4182, mỡ nhờn môi xương không gặm được. Vì ai, lão khước. Bạch thầy soi xét thầy ơi, hư không mà buộc cho người dây oan. Tiểu kinh tâm con hỡi, dù oan dù nhân chẳng oan, đành con ra ở tam quan mãi ngoài. Bước lên đài kéo e miệng thế mỉa mai tới thầy. Thầy ơi, vàng thau điên đảo thế này thật là trò dối đặt đầy trêu ngươi. Thầy đoái thương cho con bước lạc loài. Cửa từ bi khép bụi đời, con còn vướng bụi xin ra ngoài tam quan. Thì tội giết chồng treo đó, thêm tội giả trai lại liên lụy tới thầy tôi. Còn mong chi ở cõi đời, hãy liều một tháp cho rồi thân hoan. Chú Tiểu, hẳn chú đau lòng lắm. Oan tôi lắm chị ơi. Sự tình này tôi biết chú oan, thì mầu thì đến cả làng đã hay. Lạ gì nọc rắn vừa đây, nhưng tội gì phẫn chí, tình gian ngay có đời. Làm con trai gì mà non gan thế. Tôi à, đừng có chết mất thì thôi, sống thì ối lúc no xôi chán chè. Từ nay không được quy y, rồi đi đói rét, rồi về gió sương, chốn nào cho chú tựa nương. Lời nói chứa chan lòng người âm áp, tôi như cây khô năm táp, bỗng dưng gặp trần mưa vàng. Mưa vàng ơi, thank you.
tiểu ơi, yêu nhau quá đỗi nên mê. Con thầy nhận lấy thiếp về tay ra, thôi đừng chấp chi thiếp đặt điều man cha. Cửa từ bi xin đại xa chuyện sai qua. Con ơi, trong con lòng mẹ xót xa, một lầm hai lỡ mẹ chốt khai ra với làng. Cổng chùa gốc cằn thân cỗi bây giờ trổ hoa, chỉ mõ bảo gốc cằn thân cỗi ví trăm nom mây lại hồi xuân. Giờ cây đã có chi âm, hoa nghe gió thổi âm thầm mà vui. Thay tiêu ơi, thay tiêu ơi, thoảng nghe gọi thoảng như màu thì chùa này. A Di Đà Phật, con này thầy nuôi. Xót thương một chút hay hạt máu rơi lòng muôn bù chi, nhưng xưa không có biết lấy gì nuôi được. Thôi giờ chịu giờ, phục thời làm phúc, hạt máu đời cũng thế con tôi. Mẹ ơi, con đi cũng ấm lòng mẹ. Con đi ơi, con có làm người.
kiếm bé xanh một chiếc, đi ăn mày nhân đức mười phương, sớm chiều giao xưa mâm cơm, quyên giao xưa nuôi con tôi vậy. Bồng bé con vừa bập bẹ
vườn quê đào có sum xê, như ngày ăn cưới con đi lấy chồng, mặc tấm áo nâu sòng cửa Phật, lòng con đâu rất được tỉ chung. Công cha nghĩa mẹ tình chồng, ngờ đâu một tấm áo hồng ra đi, mẹ cha mẹ ơi, ơi cha mẹ nghèo trong quê ruột đất. Chăn loan vì cắt dâu nên nỗi
sống gần đi hà. Một khắc nào ngờ tan nhịp cướp. Ngờ thủa làm vợ chồng ngờ thất chiếc lúc giả trai gái độ oan tình. Đoái nghĩa thương trên chữ cù lao xa xôi chốc đã mây thu quay khuất để bận lòng khi đoái ở môi. Nghĩ công nuôi nấng gọi là một chút viếng thăm thay mặt buổi thần hôn muôn phần bội bạc đã ca mi rồi trăm lạy hiêm từ xin ở lại. Xem lá thư giờ ta mới rõ, thấy những điều ngẫm lại thêm thương. Khen kinh tâm giả sắt gan vàng, chịu ngậm tủi nuốt hờn trong dạ. Nay tiểu đã đầy thuyền mãn qua, thiện nam con mau thiết lập đàn tràng, giải oan kết cho nàng siêu sinh tịnh độ. Thỉnh hình chư Phật giáng đàn chung.